Hey,
Okay, yeah. Hôm nay đi bắt cá đấy. Yeah, đi xem cá này. Đấy, cá này. Nhiều quá. Nhiều không? Cần làm chọc tay nhá. Con cá rô phi. Con này còn bé quá. Bé thì thả nó đi nhá. Ừ. Thấy từng con vui, cẩn thận mớ bắn nha. Chỉ lấy một con. Rồi. Nóng quá đi. À. Ôi giời ơi, quá buồn bây giờ. Không được nhìn như thế nha, tí rơi xuống dưới này đấy. Ui, lựa to quá. Nhưng mà lại lên cho nó chín được. Đây là dây số ai đấy. Một đếm nữa. Chín luôn nè, biết cầm cái đĩa đây, đây thì cầm nóng nóng, thơm, ngon quá, ngon không? Ngon. Quá ngon rồi. Wow. Nhiều không? Nhiều chân. Đây đi ăn cơm. Đi lấy nồi cơm. Sao cơ? Sao cô bé đang lại đến đây? Ừ. Rồi đây. Bát đầy. Bát đầy luôn. Này. Sao bọn mình được bắt nhỉ? Nhiều xương lắm này.
để bát luôn á. Đây, xịt đấy, ăn đi. Trong một cốc nữa. Ừ. Ăn nhiều vào. Ừ, cốc một cạn nữa. Ừ, để cho nhé. Được chưa? Không, từ từ thôi. Đặt nước nha. Cho ăn nhiều cơm vào nha. Đây quả này cũng to này, xem nào. Nó đem mình nấu ăn nhỉ. Ôi hộp nó bê, ôi chắc quá. Ôi hôm nay trời nắng to rồi. Đó chưa. Đi xem ăn cơm nhé. Ôi chả có gì ăn hết rồi. Đi ra ngoài này bắt con trai trai ăn. Nhiều thế. Em ở trên đấy đợi nhá, không được rơi xuống đấy. Đây, ôi to luôn. Ui. Wow, nhiều đấy. Cật. Chú cẩn thận bắt con gió mãi. Đây, ôi. Chú cẩn thận có con cơ gió nó bò đi đấy. Đâu, đấy đấy à. Ôi, đang gì đấy, rơi đấy. À, này này, đây, đem đây. Đây đây, để này. Ui, lại thêm một con nữa rồi. Wow, quả to quá. To thế. Ui, cẩn thận, ngái rồi đấy nhá. Đây rồi này. Ra đây bắt lấy. Ai da. Ai da. To thế nhỉ. Ấy này. Ui ui ui, lại có ở chân này. Tôi nhỉ, tôi. Ôi giời ơi, nhiều thế. Đông nữa ạ. Ôi lại trúng một quả nữa rồi này. Tôi nhỉ. Ui lại nhiều thế đây này. Đây này, ôi giời ơi, nhiều luôn. Ấy, thấy chưa, nhiều chưa? À, quá nhiều luôn. Ê, quả này mới to này. Quả một này quả to này, quá. Quả này chắc chắn có ngọc vàng này. Có ngọc trai hả? Ừ, rồi đi tìm tiếp nè. Quả này không biết có không này. Úi, con cá. Bắt được rồi. Con cá to rồi đấy. Đâu mà con trai trai mà. Đấy, cả cá luôn. Ôi đây rồi, nhanh 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 nào. Ôi lại được thêm một quả nữa rồi, to quá. Wow.
Đấy. Ồ, nặng không? Ui, được nhiều quá nhỉ. Xem nào. Có cả cá. À, ui, nhiều thế. À, nhiều quá. Em ơi. Em ơi, đây này. Ba con luôn. Ta cầm đi. Cầm được không? Tay kia nữa, tay kia. Đây nữa này. À đây, để đây luôn. Còn lấy thế thôi nhỉ. Nhiều quá. Đi xem nào. Wow. Nhiều thế. Đây quả này cũng to à. Đây quả này cũng to này. Xem nào. Thôi đem về nấu ăn nhỉ. Đi thôi. Ôi, hộ nhau về. Ôi, nặng quá. To thế chứ gì. Đem về đây. Đó. Nặng quá. Ôi. To thế. To nữa chứ. Rửa đi nha. Phải là quả to này. Ờ, to quá nhỉ. Quả này cũng to. Ở đây đợi nhá, đi thay quần áo rồi. Để tầng tay đã, để tầng tay xong thay quần áo. Có rửa tay không? Đấy, đấy, ở đấy, ở đấy. À. Đây, đây, đây. Rửa nha. Chân lên đi. Đây, tay. Ở đây trống nhá, để đi thay quần áo đấy. Thay quần trống đấy. Chị mà chứ ra đây. Đây, mày rửa quá nhá. Nước rửa quá đi. Hẹn nhau rửa sạch đi này. Chai này. Rửa sạch đi nhé. Rửa sạch xé nhá. Quá to quá. Con đi nấu cơm nữa nha. Rồi rồi, đi ra để đổ nước nào. Mình không còn chỉ trả ngon ngon như cái này thì ngon luôn. Đây cho vào lửa đi. Lấy cái túi cho vào lửa chứ. Đốt đi. Dạ đó. Rồi, để chú lấy đổ nước đi. Xong là chuyển cho lên nồi nha. Ok. Đấy, cẩn thận nữa nha, có được không? Rồi, chú. Rồi. Coi đi, bên này khói, bên kia khói. Chặt ra đằng sau này. Hạ lửa xuống. Tôi cho lửa lên nữa để nó chín nhé. Rồi, phát này đợi. Đi xem con trai trai thôi. Đấy con trai trai. Mà mổ con trai trai luôn. Cái nồi kia to về đây. Nhấc được không?
cầm ra mà đéo mổ luôn đấy. Luộc lấy con to vào trong này. Con to vào to xuống đây luộc. Đúng rồi, con to vào. Nào không nghịch nhá. Cho vào đây luộc. Đây rồi. Đây lắm rồi. Đây rồi. Đấy, đợi rồi. Cơm, đợi cơm chín á. Cơm nào, chưa chín đâu, một tí nữa. Cơm chín rồi cho vào đây luộc. Khói quá. Không nghịch nhá. Có nóng không? Chín rồi, được con trai trai thôi. Đấy. Chưa không? Đây. Ôi, ôi, ôi. Ôi. Ôi, trời ơi. Bởi nếp tay rồi. Đưa lửa lên. Đấy, con chín rồi đấy. Còn trai trai này thôi. Mà nhóm lại lửa thôi. Chút tiền ông giao ra bên kia. Mama chưa. Một miếng luôn. Này, siêu thua, ngon luôn nha. Không có muối à? Không có. Dạ. Ngon rồi. Sổ nấu ăn mới ngon. Tí sao với con trai trai ấy. Ngon chứ. Hay quá. Ừ? Chua quá. Chua lắm. Con rồi, đem đây. Rồi, đúng. Đúng không? Ừ. Rồi xong đấy. Ăn cái cái. Ừ. Ngon không? Chua lắm. Hết rồi hả? Hết rồi hả? Hết đây này. Wow, chín rồi. Luộc nó nở hết rồi này. Bung hết ra rồi. Cái này phải đổ ra đây đó. Ở đây. Con này mỗi đó đúng rồi. Đó đúng. Rồi, rồi. Ủa, có một bà nè.
đâu lại cái cho. Hơi bắn của nó đấy, cái nổi xuống đã. Rồi hết rồi nhá. Rồi. Wow. Rồi. Từ từ. Đấy. Wow. Ui. Nóng dữ. Đây. Ôi trời, con chai chai này. À, con chai chai này có vẻ được. Ui, nóng quá. Lấy được không này? Đó. Rồi đây chú này. À. À, được rồi. Không vậy. Wow. Ừ, nhìn tay được. Ồ, nóng ra đi thôi. Hãy đúa về đấy. Thơm không? Quá thơm. À, chưa ăn được đâu, cho vào đây cho nó chín á. Chưa ngon đâu, phải chào với khế mới ngon chứ. Ngon. Ừ. Ngon chứ. Chín rồi á. Chín chưa? Chín. Ngon quá. Ừ, có xuống luôn nhỉ. Em đây. Em đây. Quên rồi mà. Em đây. Để bác chú ăn cơm. Có cơm à? Có chứ. À, cái bát đâu? Nhiều hay ít? Ít. Ít à? Từng này nhá. Ăn đi. Ngon quá. Ăn miếng này không? Ngon tuyệt vời luôn. Thôi nha, nóng nha. Hết rồi. Ăn đầy chưa? Đầy ăn mất tích. Ăn mất tích này ngon lắm. Hay luôn.
không? Ăn hết nhá. Đây. Hết nồi cơm luôn rồi. Đâu rồi mới bụng nào. Anh em đi lấy cái thùng xuống nào. Không ăn hết đi. Thì đây. Thank you.
dậy chưa? Dậy chưa? Dậy nào. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Tí ngồi đây nhé. Đấy này, thấy củ này chưa? Đây, củ này này. Xuống đây xem này. Ồ, đùng luôn. Đâu? Đây. Đâu ạ? À? Tí lấy về ăn nhá. Rồi về ăn, bây giờ lấy tí lấy chậu về rửa đã. Đây, xuống đi lấy nước. Nước đây, rửa. Có rửa chân tay không? Đây. Vào bếp. Rồi ra đây rửa chân tay. Đây. Cái tay. Bẩn này, rửa sạch đi nhá. Sáng đây rửa nào. Đúng rồi. Có lấy được không? Ôi dồi, to quá. Sáng con. To đúng. Nào để cắt ra nào. Đấy. To quá nhờ. Đấy, to chưa? Đấy, bóc cái này ra này. Đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? Thơm đấy. Thơm không? Có. Đấy, em đi lấy cái thùng cho chú nào. Rồi lấy để đây. Để đây này. Mà đi nữa rồi, chú ăn cho vừa lòng. Trắng chưa? Trắng chưa? Luộc thôi. Thơm, còn cái này thì sao? Đấy, không bổ nữa. Mình biết đến đá, rồi bổ. Rồi luộc. Tí nữa lửa lên rồi mới đem xô lên đây nhá. Rồi chuẩn bị lấy cái nồi lên đây nhá. Rồi lấy cái nồi lên. Rồi để lên. Rồi đi lấy nước. Lấy bịch nước. Rồi để lắp lại đi. Để lắp lại. Đấy. Lắp lại nha.
Xôi. Xôi nó mới chín chứ. Mà con nấu cần chín. Ui xôi rồi, xem nào. Ui ôi, chín rồi. Hey, để đây vào đây nhá. Bỡ luôn rồi này. Đấy. Rồi này. Chín rồi. Thơm ngon, thơm ngon. Miếng to nè, ngon lắm, ngon. Ăn nữa không? Ăn nha. Ngon lắm. Ngon này ăn. Ăn. Đấy. Nóng lắm. Hôm trước ăn hai cái. Ừ, ăn hai cái. Ăn chứ. Mà chắc cái một cái. Cái không ăn đâu. Nó ăn. Ừ, đi lên trên rồi. Đi vào. Ồ, nữa. Còn đấy. Miếng ăn ngon nữa nè. Đâu, chim đâu. Ừ. Ý nè, tách đôi luôn. Ừ. Cô cứ nhìn kìa. Phải không? Đi xem cá không? Ừ, cầm một miếng nữa xong đi xuống xem cá. Đi, xuống dưới này. Xuống dưới này chứ. Qua đường này mới qua được. Con chờ cho cá ăn. Ừ. Đây, đi xuống. Mà con chờ cho cá ăn rồi. Ăn cho cá ăn. Ừ, đây là xem con cá không? Con cá to kìa. Wow, con cá to quá nha. Ngày mai mình lại đi lấy cỏ chống cá ăn tiếp nhé. Ui, là một con cá kìa. Ừ, đi, nắng quá, đi vào thôi. Ừ, nắng quá. Đi lên trên nhà ngồi. Ê, đi lên cẩn thận, đi lên cẩn thận. Đi. Ra đây mở cửa sổ nào. Anh mở cửa sổ đây. Giờ về đây mở cửa sổ. Để xuống dưới này. Có được không? Ừ, để xuống dưới này. Được rồi. Đấy, giờ đây ngắm con chim kìa. Con chim đấy. Thấy không? Ô quả kìa. Ừ, chim đấy. Một cả mà đó. Cầm lấy của tao. Lấy cái túi cho cá mày.
Ai à, nhà ăn quả gì đây? Đấy, người xem này. Biết của gì không? Con này ngon lắm đấy. Đấy. Ăn thử không? Ăn thử xem. Ngon lắm. Đây gì là đây này. Này. Ôi, khởi ra rồi. Ngon quá. Đây. Ăn cán thử này. Ngon không? Ngon đấy. Ôi. Trắng đẹp luôn. Cái gì đây? Anh không nói nữa. Trắng đi. Ừ, kính rồi. Đúng rồi, ăn thôi.
Nhớ đây ngồi ăn đi. Không có cơm rồi bà đâu. Ừ, nay không có cơm rồi. Ăn cái này thôi, để đũa cho nhé. Đi vào đây ngồi cho đỡ nắng này. Hôm nay ăn thế thôi. Ở nhà hết gạo rồi. Ăn. Chịu khó ăn cái này nhá. Mai đi mua gạo về xong ăn tiếp. Nhà hôm nay hết gạo rồi. Ăn được không? Gió thế này lại sắp mưa rồi. Ăn đi, con ăn đi. Cơm mà tắt lắm á. Ừ. Không có tiền để mua đâu. Ai đem dừng lấy quả đem đi chợ bán, sau là đi mua cơm, về mới có nấu ăn. Con cẩn thận nha, sạc đấy. Ăn đi. Đi dọn nhá. Rét luôn. Khói rồi. Lần sau đừng có lấy nữa nhá. Cái này của anh à? Cái này của anh trồng ấy. Em không biết đâu. Cái này em không biết, em xin. Lần sau đừng về lấy chuối của anh nữa nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Lần này em bỏ qua nhá. Vâng. Em không biết, em xin. Rồi, đi đi. Vâng, em cảm ơn nhé. Có một cây chuối mà chúng nó cũng chặt. Này mà mình chạy kịp rồi đấy. Mà mỏi hết ở trên người rồi.
làm sao không? Không biết sao đâu. Cái này chuối của họ ấy, mình không biết mình lấy. May quá không bị làm sao. Xong đi cho cá ăn nhé. Đi lấy cho cá ăn đi nhỉ. Đi. Vậy à, xuống đây ăn mì tôm không? Thế thì xuống đây, xuống đây ngồi đây, cũng cẩn thận nha, ngồi đấy, ngồi đây đợi nha, ngồi xuống ngồi đây. Phá ra nha. Không còn nước à? Chưa, phải đun nước đã. Má tôm hùm này. Ừ, tôm hùm hết. Mà tôm Alaska. À, để đun nước lên. Xong phá nhá. Bình nước đâu nhỉ? Ở trong này. Ở trong này à? Ôi, giỏi quá. Mà cho nó xuống này. Ừ, cho nó xuống đấy. Lấy cái con nồi đậy vào. Đấy, đậy vào đây. Rồi. Nó sôi rồi là phá nhá. Có được con nào không? Không được. Không được à? Cậu lấy nhiều nhiều vào. À, cá to đấy. Cá rô phi. Cá rô phi hả? Mưa rồi sao? Trời mưa thì mình đi về kìa. Đâu trời mưa đâu? Ở trên chúng ăn là trời mưa ngay. Biết trời mưa ngay à? Một tí nữa. Một tí nữa là xui. Nói không? Nó cắt to đùi. Cao. Đi à, ngồi đây thôi nha, không được ra ngoài kia nhá. Tí sống đấy. Mưa sắp mưa rồi. Đấy nước sôi rồi này. Này nước sôi rồi. Bóc cái này xuống nha. Sao thế nào?
Đây, nóng, nóng, nóng. À, nước sôi rồi. Chua. Bỏ đi xuống. Được rồi. Để gia vị, lấy gia vị nữa. Thế lấy gia vị xuống không? Để đi đúa nha. Đúa không nhỉ? Xuống hết gia vị chưa? Ngon quá. Ngon quá nha. Trời ơi, một cái bàn ngon mà chịu bọc. Bắt xuống nha. Đây, đưa đây. Khuấy nó. Nó có lòng ngon như con điên. Ngon chưa? À, để chú lấy xuống đã. Mì xuống nha. Wow, có là thơm. Ôi trời ơi. Bây giờ đây nhỉ, nóng quá. Đây. Để nóng này. Ăn đi. Ngon không? Nóng quá. Nóng quá. Mà chỉ sắp mưa to rồi á. Đây này. Đấy. cắn được rồi. Đấy. Ngon không? Quá ngon nhỉ. Ăn đi. Tuyệt vời. Ngon chưa? Ngon quá. Chú cháu mà phải ngủ ở đây một đêm. Má, làm gì trên nồi? Ngon không? Ngon. Ngon quá nha. Ôi trời mưa mất rồi. Đấy, bác đang bảo UV đây. Ôi trời mưa mất rồi nhà. Mà chết ấy. Chú cháu phải ngủ đây một đêm. mà tại mưa rồi, mà tao mình về nhà. Mưa mất rồi. Mày đúng quá. Được à? Không được đâu, trời mưa rồi, không được ra ngoài mưa nhá. Tí nữa là trời tạnh là đi theo để lấy cỏ cho cá nhá. Có đi không? Hay ở nhà ngủ? Đi. Đi à? Ở đây tạnh mưa đó. Đây, vùi này nhá. Mà trên này cái vùi này nè. Ok. Mà còn chú lấy cái vùi này nè. Vùi lấy cái này, trời này này nhá. Ơ mà đây là, mà đây là ngọn của trường mà. Đúng rồi. Đang xem vừa không? Thử xem nào. Đấy, quay coi lại. Vừa ấy. Đấy, quá vừa luôn. Phải đi. Sống được không? Sống. Được à? Có nhất ạ. Đi. Sao để cầm tay nhau đi nào? Đây. Ở đây lấy đây này.
Thế ở đây nhá. Tôi lấy cho. Đây này. Đấy. Đây rồi. Đây nữa. Đấy. Đâu đi cây về đây lấy cho. Cây về đây lấy cho này. Được không? Để dập vào nha. Rồi đi ra ngoài kia tiếp nha. Đi. Đi. Đi nào. Đi. Ừ. Mặc cho lên vào cái túi đi. Đợi nha, đợi nhau nha. Mặc cho cái tay nhau đi. Đợi tí, đi con nha. Đi rồi. Thôi, không dưới này cho cá cho lên trên kia nha. Trên kia nhìn thật không? Cho cá ăn. Mà chạy rồi này. Ừ. Đây, bỏ dép đây. Có lên được không? Ừ. Bỏ xuống. Đánh cho cá ăn này. Mà mất cân rồi. Ừ. Mất cho cá ăn đi này. Đậu cá ăn thôi mà. Đi lấy cây vịt trồng đi. Này. Ừ. Ô, con chim to thế. Đi kìa con chim to kìa. Đi, đi xuống thôi. Không có xuống để bắt con chim to đùng. À. Ôi, ngã đấy. Mày bùng xuống ấy. Mày nhớ gãi mà cái chọc ở trường. Mà mày mó tổ tôi như chú. Tổ tổ đấy. Ừ. Tôi có cái trường tôi như thế này. Ừ. Wow. Đâu được nhà. Thôi, lấy ở đây thôi. Nha. Yeah. Ở đây này. Ê, về đây. Để tầm sau này nhá. Nào về đây. Ở đây để lên nào. Nhiều một tí nào.
đi đi về đây nào. Về đây. Đi. Chồng mưa ở đây. Ôi, chị tôi cứ cái to đùng. Nguyên cẩn thận nha, ngá đấy. Không, anh cứ cẩn thận. Ấy, ngá đấy. Nguyên cẩn thận. Đâu? Cái gì làm sao? Một cái kìa, thấy không? Thấy không? Ui, con chim to thế. Chim to thế. Thấy chưa? Có thấy không? Chim to quá nhỉ. Chà 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 chà